Sáng ngày 5 tháng 7, buổi họp báo vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham gia buổi họp báo lần này có sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân đình đám Vbiz, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Thủy Vân, Huyền My, Tú Anh. Trong buổi họp báo, điều khiến nhiều quan khách chú ý đó là sự việc Kỳ Duyên và Tú Anh đi trễ gần 1 tiếng đồng hồ so với thời gian ghi trên thiệp mời. Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Duyên vướng phải sự cố đi trễ. Ác hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vụ ồn ào giữa Ngô Thanh Vân và Hoa hậu Việt Nam 2014 tại sự kiện thời trang của nhà thiết kế Arian Anh Tuấn. Xuất hiện tại sự kiện sau khi buổi họp báo bắt đầu được 10 phút, Kỳ Duyên nhanh chóng bước vào hàng ghế đầu dành cho khách mời. Sự việc này khiến nhiều quan khách có mặt tại đây tỏ ra không hài lòng. Khi MC tạo cơ hội cho Kỳ Duyên phát biểu, người đẹp nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới ban tổ chức và mọi người. Cô mong mọi người thông cảm vì lý do thời tiết nên khó khăn trong việc di chuyển. Giải thích lý do xuất hiện trễ 1 tiếng so với lời mời chương trình, cô cho biết do thời tiết mưa lớn dẫn đến tình trạng kẹt xe. Mỹ nhân Vbiz tỏ ra áy náy với ban tổ chức và các khách mời tham gia chương trình. Về phần Á hậu Tú Anh, người đẹp bày tỏ sự áy náy với ban tổ chức và mọi người. Cô giải thích do mình và Kỳ Duyên cùng trang điểm một người nên mất khá nhiều thời gian. Đồng thời, thời tiết Hà Nội chuyển mưa lớn dẫn đến việc tắc đường. Người đẹp gửi lời xin lỗi và mong mọi người thông cảm. Duy nhất chỉ có mình Huyền My là có mặt từ khá sớm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.